Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Sau khi quân đội Thiên Đấu Đế Quốc tấn công vào Gia Lăng Quan thì bị phục kích, bị rơi vào bên trong một tầng sương mù khiến ai nấy đều ngạt thở ngã xuống. Biết không thể tiếp tục, bọn họ liền hạ lệnh quay lại đằng sau, ngừng truy kích. Vậy nhưng, đối thủ cho rằng bây giờ rút lui đã quá muộn rồi, đã tới lúc tiến hành bước cuối cùng. Đường Tam cảm thấy không đúng lắm. Hắn yêu cầu Dương Vô Địch cùng lên trên thăm dò. Còn Độc Cô Bác thì ở phía sau giúp hắn áp trận hậu phương. Những người trong sự lại khác thất quái thì chăm sóc Tiểu Vũ. Lúc này Qua Lòng cũng nhận ra có biến nên ra lệnh cho toàn quân phía sau ngừng tiến lên. Hầu hết những binh lính đi trước đều đã bị vũ hồn của địch tấn công, người sống sót thì ít, người nằm xuống thì nhiều. Đại sư nhận ra quân địch có tiếp viện đuổi tới, quả đúng là như vậy. Đại quân của Hồ Liệt Na vừa kịp lúc đi tới hỗ trợ, nàng ta lập tức ra lệnh cho các tướng sĩ vũ hồn đế quốc lao lên. Hãy để thiết kỵ của đế quốc bước qua thi thể của địch. Nói rồi, Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt cũng xung hợp vũ hồn tạo ra yêu mị. Sau khi tiến lại gần Gia Lăng Quan, Đường Tam liền cảm thấy kỳ quái, sương mù không có độc. Vậy nhưng, binh sĩ bên ta lại có triệu chứng trúng độc. Vết thương hiện lên màu sắc hỗn tạp, cho nên sương mù này chắc chắn có vấn đề. Dương Vô Địch nhận ra đây chính là Vạn Tử Thiên Hồng độc. Tại nơi khác, đám binh lính sau khi rơi vào vùng ảnh hưởng của kỹ năng yêu mị, tứ chi bỗng nhiên bất lực, cảm giác thật là khó chịu. Vậy nhưng còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đã bị tấn công kịch liệt. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tên thủ lĩnh lập tức hạ lệnh kết thành thuẫn trận hình tròn phòng thủ. Yêu mị của Hồ Liệt Na vẫn chậm rãi lao lên, chỉ cần sử dụng chút sức lực đã dễ dàng phá hủy được kết trận của quân ta khiến cả đám hoảng sợ. Sau đó là một màn đổ sắt đúng nghĩa. Chỉ huy vội vàng chạy xung quanh nhắc nhở đường hoảng loạn, tập kết trận hình phòng ngự, rút lui có trật tự. Đường Tam hỏi thăm Dương Vô Địch về loại độc Vạn Tử Thiên Hồng. Được biết, đây là kịch độc cấm kỵ của phái chi nhất tộc bọn lão. Thông qua mấy chục loại dược vật không độc trộn lẫn mà thành. Đặc điểm lớn nhất là tính che giấu rất mạnh. Trước khi bỏ vào một loại thuốc cuối cùng thì độc cũng sẽ không phát tác. Mà một khi người chúng độc tiếp xúc với vị thuốc cuối cùng thì sẽ lập tức bộc phát. Như vậy, sương mù lúc trước tiếp xúc với đại quân cũng chính là vị thuốc cuối cùng của loại độc này. Nếu đã là kịch độc cấm kỵ của phái chi nhất tộc thì tại sao nó lại rơi vào trong tay vũ hồn đế quốc? Đường Tam vô cùng thắc mắc điều đó. Hắn vừa nói chuyện, vừa dùng hồn kỹ khống chế quân địch lại một chỗ. Dương Vô Địch cho biết, năm đó Hạo Thiên Tông mặc kệ an nguy của tông môn phụ thuộc, lựa chọn đóng cửa. Vũ hồn điện liền triển khai trả thù điên cuồng với tứ đại tông môn phụ thuộc. Đại đệ ruột của lão là Dương Vô Song bị mất tích trong một trận kịch chiến. Hắn ta chính là một trong hai người am hiểu luyện chế Vạn Tử Thiên Hồng độc trong tộc cùng với lão. Phải chi nhất tộc thả gãy chứ không công, thả chết chứ không đầu hàng. Vậy nhưng này, kẻ địch lại biết được bí mật luyện độc. Như vậy, xem ra vị đệ đệ của lão đã phản bội tông môn rồi. Đường Tam cho rằng, tuy Vạn Tử Thiên Hồng là kịch độc, vậy nhưng binh sĩ Thiên Đấu Đế Quốc ý chí cứng cỏi. Nếu không phải vì xương đỏ của yêu mị che khuất tầm nhìn, thì cũng chưa chắc thôi như vậy. Nếu đã như thế thì hắn cũng phản công. Hắn lập tức sử dụng từ cực thần quang tấn công yêu mị, khiến cả hai choáng vắng đầu óc. Đáng tiếc là không thể đánh tan ý thức yêu mị. Như vậy xem ra thực lực của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt cũng có tiến bộ cực lớn. Tinh thần lực trong trạng thái xung hợp đã đạt tới trạng thái phong hào đấu la. Vậy nhưng mà từ cực thần quang tăng thêm hải thần chi quang thì liệu bọn hắn còn có thể can hay sao? Nói rồi, hắn lập tức tung chiêu đánh về phía Hồ Liệt Na tách hai người ra khỏi chiến trường. Nhìn thấy thánh nữ gặp nạn, tông chủ của Tước Phong Tông liền ra tay hỗ trợ. Phóng về phía nam chính vô số mũi tên độc, vậy nhưng không làm gì được. Sau khi đã ngăn chặn toàn bộ, Đường Tam liền sử dụng thủ pháp ám khí 1001 đêm phản kích, đánh cho bọn chúng trọng thương. Tông chủ Tước Phong Tông không ngờ được điều này, độc quân nàng ta hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Đối với Đường Tam thì đây chỉ là một trò vặt. Dương Vô Địch lên tiếng hỏi thăm người đệ đệ của mình ở đâu, mang tên phản đồ ra đây để lão còn xử lý. Nàng ta vừa mỉa mai vừa kéo cong lên, còn cho biết rằng người đệ đệ của lão đúng là khúc xương cứng. Để đảm bảo không tiết lộ công thức của Vạn Tử Thiên Hồng độc mà không tiếc cắn lưỡi tự sát. Vậy nhưng như vậy thì đã sao chứ? Chỉ cần không chết thì giáo hoàng bệ hạ tự có thủ đoạn để hắn cậy miệng ra. Dương Vô Địch nghe được sự thật liền vô cùng phẫn nộ. Vốn dĩ lão còn nghi ngờ người đệ đệ phản bội tông môn, ai ngờ hắn ta thải chết chứ không chịu nói. Từ đầu tới cuối vẫn gánh lấy tội danh phản đồ. Dương Vô Địch tức quá định lao lên làm thịt A Ta và những Đường Tam ngăn lại. A Ta đang dụ ông vào bẫy mà thôi, bởi chúng đã bày xong trận rồi. Quả đúng là như vậy, xung quanh tường thành và những nơi khuất tầm nhìn đã có vô số ong độc, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, một mình lão xông vào thì chết chắc. Vạn Tử Thiên Hồng độc cần dùng vị thuốc cuối cùng để phát huy tác dụng. Nói cách khác, trong người binh sĩ bên ta đã có tất cả dược vật khác, mà gai độc của A Ta lại trùng hợp với độc tính của Vạn Tử Thiên Hồng độc. Hắn suy đoán, Tước Phong Tông đã âm thầm hạ độc vào nguồn nước lẫn thực phẩm của binh sĩ Thiên Đấu Đế Quốc.
Quân doanh của Thiên Đấu Đế Quốc tuy rằng canh giữ nghiêm ngặt, vậy nhưng ông độc xung quanh đúng là khó phát hiện. Những lời này làm cho A Ta cũng kinh ngạc. Sự quan sát của tên Đường Tam này cẩn thận tới mức đáng sợ. Thảo nào giáo hoàng bệ hạ mùa lòng muốn giết hắn. Dương vô định muốn bất chấp công lên tiêu diệt A Ta, lão tuyệt đối không cho phép A Si nhục đệ đệ mình, xỉ nhục phá chi nhất tộc. Đường Tam vẫn như cũ ngăn cản, không nên kẻ mạnh của kẻ thất phu, tĩnh dưỡng cho tốt. Ngày khác công phá Vũ Hồn Đế Quốc mới là an ủi lớn nhất cho đệ đệ ông. Hơn nữa, đại quân Thiên Đấu đang trúng độc cũng cần cứu chữa. Lão ta nghe về cũng đành phải tự bỏ tấn công. Sau đó Đường Tam lên tiếng phân phó cho đệ tử Đường Môn dừng truy kích. Ngự Đường xây dựng công sức phòng ngự, lực đường về phòng tuần tra. Mẫn Đường và Dược Đường lục soát cứu chữa người bị thương. Nhìn thấy đối phương không tiếp tục tấn công, như vậy kế hoạch đánh lén của A Ta muốn thành công là không thể rồi. Như vậy cũng không sao, đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc đã lùi hết vào Sa Lăng Quan. Nhiệm vụ của A Ta cũng hoàn thành rồi. A Ta lập tức ra lệnh rút lui, trận chiến kéo dài vài tập phim tới đây cũng phải tạm dừng. Trở lại doanh trại, tất cả những người bị thương đều được đưa về chữa trị. Trải qua kiểm tra, Dương Vô Địch liền khẳng định chắc nịch, kịch độc mà bọn chúng sử dụng đúng là Vạn Tử Thiên Hồng độc. Vậy nhưng, bọn chúng đã có cải tiến thêm, phạm vi khuếch tán được tăng cường rất nhiều. Đổi lại thì độc tính bị hạ thấp trên diện rộng. Lão tự tin mình có thể giải được loại độc này, chậm nhất 3 ngày là xong. Tuy bản thân bị xà màu đấu la đánh cho thương tích đầy mình, vậy nhưng lão vẫn rất lạc quan, tất cả đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Còn tên kia thì bị phá hồn thương của lão đả thương tính ngũ tạng lục phủ, trong thời gian ngắn không thể tái chiến, cho dù chữa khỏi cũng nhất định thực lực tổn hại nghiêm trọng. Phe địch có Sa Mâu Đô La bị thương, Ma Hùng bị giết chết. Quỷ Báo Đô La, Thứ Hồn Đô La lẫn một đám cường giả khác trải qua đại chiến cũng đều mỏi mệt. Bản thể Bibi Đông thì bị Hải Thần Tam Xoá Kích trọng thương, bây giờ chính là thời cơ lấy về Hải Thần Tam Xoá Kích. Không có thần khí thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ, còn không thể chống đỡ được công kích của Bibi Đông. Hắn chính là đang muốn thương lượng với đại sư về chuyện này. Hắn dự định một mình lèn vào đồn địch. Đại sư nhắc nhở, Bibi Đông giỏi dùng mưu kế, nếu như có thể một kích tuyệt sát, cô ta nguyện bất chấp mọi nguy hiểm. Cho nên, cô ta sẽ không tập hợp lực lượng của nhiều phong hào đô la cưỡng ép di rời Hải Thần Tam Xoá Kích, mà trái lại sẽ ở xung quanh Tam Xoá Kích bày ra cạm bẫy rồi chờ đợi. Dọc đường xâm nhập, Đường Tam vô cùng cẩn thận, cố gắng tránh né khỏi đường ánh sáng liên tục thăm dò kia. Vì thu hồi lại Hải Thần Tam Xoá Kích, hắn nhất định phải mạo hiểm lẻn vào Sa Lăng Quan, lợi dụng sự ẩn giấu khí tức đến từ hãn hải càn khôn cháo. Hắn không mất quá nhiều sức lực, đã vượt qua đội tuần tra, lẻn qua trước mặt bọn họ mà không ai biết. Thoạt nhìn Sa Lăng Quan nhìn như thủ vệ nghiêm ngặt, vậy nhưng lại sơ hở trăm chỗ. Đây hiển nhiên là Bibi Đông đang cố ý dẫn dụ hắn xâm nhập vào bên trong. Như vậy, hắn sẽ tương kế tự kế. Hắn tin tưởng Bibi Đông sẽ không phát hiện ra khí tức được ẩn giấu đến từ hãn hải càn khôn cháo. Thứ hắn phải lo lắng là tiếng động phát ra khi di chuyển và vết tích hiện ra khi tác động cỏ cây. Sau một hồi di chuyển, hắn cảm thấy khoảng cách đã vừa vặn đủ rồi. Không thể tiếp cận lại gần, xung quanh Tam Xoá Kích nhất định bao kín trọng binh. Hắn căn bản không cần bước vào hố bẫy xung quanh Tam Xoá Kích, chỉ cần thi triển khống hạc cầm long của Đường Môn Lục Tuyệt để thu hồi thần kích từ xa là được. Tuy nhiên, hắn vừa mới có dự định lấy thì đã bị một mũi tên tấn công. Sau đó giọng nói của Bibi Đông vang lên chào hỏi. Nếu như đã tới rồi thì để mạng lại đây đi. Lời vừa mới nói xong cũng là lúc tập phim khép lại. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào.